Thưa sư, năm nay con rồi, con đã có. Sư xin thưa là có đôi khi quý vị không cần đưa cái thông tin này đâu. Tại vì cái chuyện mà quý vị có quy có tu ở đâu quy y với ai, thật sự mà nó không nói lên được cái gì hết trơn á. Con đã có gia đình và con trai 6 tuổi. Mặc dù đã có gia đình nhưng những suy nghĩ dâm dục về nữ giới cứ đeo bám con. Cứ nhìn là chỉ muốn nhìn vào mông phụ nữ, thích nhìn họ mặc đồ ở hang. Con muốn làm một cư sĩ tại gia giữ 10 giới và đồng thời con cũng muốn cắt cắt luôn để các hóc môn nam giới triệt tiêu hoàn toàn, để không phải khởi sự ham muốn về nữ giới. Xin sư cho con lời khuyên với việc tiêu trừ hoàn toàn năng lực khác ái đối với nữ giới. Còn lại cũng có sự băn khoăn là làm việc này cũng chỉ là dành cho người chuyển giới. Xin thưa với quý vị là quý vị có một sự nhầm lẫn. Quý vị tưởng là mình cắt rồi là mình không còn tham ái nữa. Nhầm. Đọc lịch sử đi. Đọc lịch sử dùm sư. Những cái người hoạn quan á, họ vẫn đi lại với cung nữ. Chẳng qua là họ không có cái công cụ để họ sử dụng thôi. Họ vẫn đi lại với cung nữ. Thì dựa vào đâu mà mình nói là cái chuyện mà mình tự cung á, thì mình sẽ chấm dứt cái ham muốn với người nữ. Không chắc nha, sư không hứa nha. Tại vì sư đọc lịch sử sư thấy á, cho nên không hứa. Cái thứ hai là cái dục đó, nó đâu đơn giản chỉ là cái tính dục, nó còn là cái dục về nói về tham thì có rất là nhiều kiểu: tham về tiền bạc nè, tham về danh vọng nè, tham về mùi hương vị ngon xúc chạm. Nó có rất nhiều cái tham mà mình chỉ tập trung vào mỗi cái đó thôi, nó chưa có đầy đủ đâu ha. Và cái chuyện tu á, tôi nói ngay cả một vị tỷ kheo nha, thọ trì thọ giới rồi đó mà vị đó có tự cung thì vị đó cũng phạm vào trọng tội, chứ đừng nói. Tức là Đức Thế Tôn là cấm không có làm chuyện đó. Đức Thế Tôn có nói như thế này: thà móc cặp mắt ra còn hơn dùng cặp mắt để nhìn bằng tâm ái nhiễm. Đức Thế Tôn có nói. Nhưng Đức Thế Tôn không bao giờ nói này. Thà ông lấy dao ông tự cung chứ còn hơn là ông gọi là nhìn phụ nữ với tâm ái nhiễm. Không có nghe. Thì nói thẳng là không có. Ở đây không biết là có trẻ em dưới 18 tuổi hay không. Sư nói nó hơi hơi nhạy cảm. Cái này có nè. Thà ông đưa cái nam căn của ông vào miệng con rắn độc á, vậy mà nó còn lành hơn cái chuyện là ông đưa nó vào trong cái bộ phận của nữ nhân. Cái đó có. Nhưng mà như vậy, quý vị là người tại gia cư sĩ thì làm sao quý vị ly dục hoàn toàn? Sư nói nó khó, mà thậm chí sư không tin được. Tại sao vậy? Nó giống như con nghiện không có chơi ma túy, vẫn chơi ma túy mà vẫn chơi ma túy đều đặn, nhưng mà đòi cai nghiện thì sư không tin. Mình chơi đều đặn thì mình lấy gì mình cai nghiện? Mình vẫn là người cư sĩ tại gia, mình vẫn hưởng dục từ cái chuyện ăn uống rồi cho đến cái chuyện là hưởng thụ các dục lạc giác quan: mắt thích nhìn, tai thích nghe, mũi thích ngửi, lưỡi thích nếm, thân thích xúc chạm, ý thích suy tư. Mình cứ ham thích những cái dục lạc giác quan mà quý vị đòi ly dục thì ly cái kiểu gì? Rồi
Có thể là quý vị chịu một cú sốc nào đó, chứ không biết. Nhưng mà mình muốn mà ly dục á, thì tốt nhất là nên sống một đời sống xuất gia. Còn tại gia thì mình sẽ có cái cớ. Thì nói thiệt, nhiều người họ nói là tôi tại gia tôi tu vẫn được, nhưng xin thưa nếu tại gia mình tu vẫn được là mình giỏi á, là mình sanh vào thời Phật rồi, mình không sanh vào thời này đâu. Mình sanh vào thời này có nghĩa là cái phước mình dở, cái năng lực tu của mình dở, mình mới sanh vào thời này. Mà mình cứ đòi như như các vị hồi xưa là tại gia tu tu ngon lành, sư không hứa. Tại vì cái người tại gia đó, họ ngầm tự cho mình hưởng dục. Và đó là trở ngại lớn nhất dẫn đến cái chuyện là người tại gia không ly dục được. Họ tự cho mình cái quyền hưởng dục, họ nghĩ là tôi tại gia mà tôi hưởng dục chắc không sao. Và đó là cái trở ngại lớn nhất của người tại gia. Thành ra là nếu như vẫn muốn tại gia mà vẫn muốn ly dục thì mình gọi là cái gì ta? Muốn cái chuyện trên trời nha. Tức là mình vừa muốn cai ma túy mà mình vẫn muốn chích xì ke thì sư chịu thua, sư chịu thua. Hai trong một, mình chỉ nên chọn một thôi. Người tại gia thì mình tu, mình tạo phước của người tại gia, còn mình cứ đòi ly dục cho nó ngon lành á thì chỉ có xuất gia. Còn nếu mà quý vị quy y với ngài Pháp Chất, mà quý vị thấy ngài Pháp Chất ngài có thể giúp được mình thì quý vị đến gặp thầy của mình. Như sư nói đó, cái chuyện mà mình quy y với ai không quan trọng. Sư từng gặp nhiều người họ vỗ ngực, họ xưng tên tôi quy y với hòa thượng này, quy y với hòa thượng kia, xin thưa đừng có lôi cái đó ra nói, tội nghiệp vị hòa thượng. Mình nói như vậy là mình bôi cho trát trấu vào mặt hòa thượng, tại vì mình bắt hòa thượng phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện tu của mình, trong khi đó là thân ai nấy lo chứ. Hòa thượng lo chuyện hòa thượng, mình lo chuyện mình bắt hòa thượng chịu trách nhiệm cho cái sự tu của mình là sao, chịu trách nhiệm cho tri kiến của mình là sao. Cho nên đó là những cái mà sư góp ý. Có thể nói thẳng thì quý vị không vui, nhưng mà bây giờ nói pháp thì phải nói thẳng.